Xin chào mừng tất cả mọi người đến với buổi livestream ngày hôm nay. Hôm nay là một ngày rất là đặc biệt, ngày 20 tháng 10, ngày phụ nữ Việt Nam. Thì trước tiên Như Quỳnh xin được chúc cho tất cả những ai ngày hôm nay đang xem buổi live này, chúng ta nếu là phụ nữ chúng ta sẽ là những bông hoa đẹp nhất, được yêu thương nhất và hạnh phúc nhất. Còn ai là những quý ông hoặc là tất cả vị khán giả thì chúng ta hãy dành những cái lời chúc tụng và sự tôn vinh dành đến những người phụ nữ của chúng ta quý vị nhé. Ngày hôm nay sẽ là một buổi live rất là hữu ích, bởi vì chúng tôi không chỉ đưa đến những cái lời khuyên, những cái lời chia sẻ về kiến thức làm đẹp, mà chúng tôi cũng muốn cho quý vị biết cách yêu bản thân mình hơn, đặc biệt là chị em phụ nữ. Đừng để cho chúng ta cảm thấy là mỗi một cái mùa 20 tháng 10 trôi qua lại là thêm một niềm hối tiếc vì tuổi xuân và nhan sắc đi qua. Vì nếu biết cách chăm sóc thì chúng ta có thể có mỗi một mùa 20 tháng 10 luôn luôn tươi trẻ và tràn đầy sức sống. Và ngày hôm nay thì buổi livestream này diễn ra với sự kết hợp của nhãn hàng L'Oréal Paris và Sami Shop. Và do vậy thì những ai đang xem buổi live này, với việc các bạn share cái like này về tường cũng như là comment tương tác thật nhiệt tình, chúng ta sẽ được nhận hai phần quà. Mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng đang cầm trên tay của Như Quỳnh đây. Một phần quà rất là hấp dẫn, một lát nữa Như Quỳnh sẽ tiết lộ bên trong có cái gì nhé. Nhưng mà trước tiên mọi người hãy share cái like này về tường đi đã. Ngoài ra thì với sự kết hợp của Sami Shop thì những ai coi cái live này ngày hôm nay, mọi người cũng có một cái deal mua hàng rất tuyệt vời để làm quà cho những người phụ nữ quanh mình. Đó là mọi người sẽ được mua giảm 25% tất cả các sản phẩm của L'Oréal và đồng thời được tặng thêm một tiếp kem chống nắng mà 15ml rất là có giá trị. Cho nên ai đang xem cái live này đừng bỏ lỡ cơ hội này để mua quà tặng cho bản thân hoặc là tặng cho những người phụ nữ xung quanh chúng ta nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy bắt đầu buổi live với những kiến thức về chuyên môn, về làm đẹp dành cho ai quan tâm đến skin care, đến căng da, đến một làn da căng mọng và không phải tốn quá nhiều tiền và xa xỉ vào các loại mỹ phẩm mà chúng ta cứ băn khoăn là tìm ở đâu những sản phẩm tốt và đặc trị những vấn đề của da của mình. Ngày hôm nay chào mừng đến buổi livestream bác sĩ Hiển Vinh, một bác sĩ chuyên gia về thẩm mỹ và da liễu. Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi livestream ngày hôm nay ạ. Xin chào chị Như Quỳnh. Một bác sĩ rất là trẻ đúng không? Và đương nhiên rồi, hôm nay là ngày 20 tháng 10 thì bác sĩ sẽ xin dành một cái lời chúc đến tất cả các bạn gái, các bạn có một cái ngày 20 tháng 10 thật là vui vẻ, nhận được thật là nhiều quà, nhiều hoa từ những người thân yêu của mình. Và đương nhiên là ngày hôm nay thì bên cạnh Như Quỳnh, chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau. Hy vọng là các bạn sẽ gửi thật là nhiều thắc mắc để bác sĩ cũng như là chị Như Quỳnh cùng nhau chúng ta sẽ chia sẻ, giải đáp những cái thắc mắc, chia sẻ những cái bí quyết làm đẹp và giới thiệu một số những cái dưỡng chất, một số những cái thành phần cung cấp cho da. Xin cảm ơn các bạn. Và như quý vị cũng thấy là bác sĩ rất là trẻ và làn da của bác sĩ cũng rất là đẹp. Tất nhiên thì với cái chuyên môn về cái lĩnh vực của mình thì bác sĩ đã có một cái ưu thế. Do vậy ngày hôm nay thì bên cạnh những cái hiểu biết chuyên môn thì bác sĩ cũng có thể chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của mình để tất cả các chị em biết hơn về làm đẹp nhé. Ví dụ như Quỳnh chia sẻ trước, đầu tiên là bản thân Như Quỳnh là một người mà phải nói rất là quan tâm đến làn da. Tại vì mình biết một điều là cái làn da nó tố cáo cái tuổi tác rất là nhanh đó. Hồi cái thời mình 18 đôi mươi thì mình cứ thoải mái là được, nhưng mà chỉ cần từ 30 trở đi thì mọi thứ nó đã là khác rồi đúng không? Đúng. Từng ngày mình thức dậy mình đã thấy một cái sự xuống cấp của làn da, nếu không chăm sóc là thấy ngay một cái sự thay đổi. Cho nên là chắc đầu tiên xin được hỏi bác sĩ một câu mà các chị em cũng rất là quan tâm, đó là với cái ngành nghề về da liễu thẩm mỹ của mình thì bác sĩ thường thấy những ai và lứa tuổi nào là hay tìm đến bác sĩ để được tư vấn? Thông thường thì những cái đối tượng khách hàng mà hay đến tư vấn, gặp bác sĩ Vinh để tư vấn thì thường là những người các bạn ở trong độ tuổi từ khoảng 30 đến 50 tuổi. Có lẽ là cũng dễ hiểu thôi, bởi vì ở cái độ tuổi này thì đa phần là sẽ chịu tác động nhiều của quá trình lão hóa da và những cái ảnh hưởng từ cái ánh nắng mặt trời trong một thời gian dài. Đặc biệt là có cả sinh nở này ha, sinh nở rồi, vấn đề về nắng, rồi vấn đề về môi trường ô nhiễm. Rồi có thể là chưa có đủ cái sự chăm sóc skin care đúng mức nữa đúng không bác sĩ? Dạ đúng. Thế thì bây giờ hỏi vui một cách bác sĩ là, vì bác sĩ vừa đề cập đến cái lứa tuổi rất là nhạy cảm 30 đến 50 thì như mình thấy nhột lắm, tại vì bản thân mình cũng trong lứa tuổi đó, tức là đã tiết lộ một cái hạn mức tuổi rồi. Nhưng bác sĩ với cái chuyên môn của bác sĩ đoán xem là như mình bao nhiêu tuổi? Nói thật đó nha. Nhìn như mình thì bác sĩ nghĩ là khoảng 30 tuổi. Tức là cho cái mức thấp nhất vậy đó, như một sự an ủi đúng không? Không, bác sĩ thật. Thực ra thì tất cả các bạn là fan Facebook của Quỳnh thì đã biết tuổi Quỳnh, thì Quỳnh nói không có bao giờ giấu hết. Quỳnh là 36 tuổi rồi và thực sự thì 2020 sắp hết, tức là sắp 37 tuổi. Nên khi bác sĩ khen như vậy thì mình thấy coi như cũng không uổng công mình đã chịu khó chăm sóc da thời gian qua. Nên ngày hôm nay thì nếu chị em nào cũng là những người mình ở cái tuổi trước 30, mới 30 hay sau 30 nhưng mà đã thấy những dấu hiệu lão hóa thì hãy cùng nhau chia sẻ những cái kinh nghiệm chúng ta có ha. Thì bác sĩ hãy cho mọi người cùng biết là những vấn đề lão hóa thường chị em gặp phải là những cái vấn đề gì? Thông thường á thì
các bạn phụ nữ sẽ thường những gặp những vấn đề lão hóa là sẽ thầm gặp những cái vấn đề về sắc tố da, những cái đốm nâu, những cái vết nám da, hay là thậm chí là những cái vết chân chiên chiên hay là những cái nếp nhăn trên gương mặt. Đặc biệt là qua quá trình lão hóa theo thời gian thì các cái cơ trên mặt nó sẽ chảy xệ và nhìn rất là những cái quá trình lão hóa nó sẽ làm cho gương mặt của mình thiếu đi sức sống, da nó sậm màu nhiều hơn. Và nó sẽ tiến chuyển từ từ đúng không bác sĩ? Đúng rồi. Có nhiều người họ nói là ôi từ khoảng 30-35 mới lo chứ còn 20-25 có gì đâu lo. Nhưng mà theo bác sĩ thấy ngày nay với cái kinh nghiệm mà tiếp xúc, có bác sĩ có thấy là có nhiều bạn Quỳnh thấy là 25 á là đã có dấu hiệu lão hóa rồi đó. Nhiều bạn là cười là thấy nếp nhăn ở chân chim, ở quầng mắt đúng không? Cho nên là Quỳnh á từ cái thời khoảng 21-22 đã biết lo rồi. Nên từ 25 là Quỳnh đã xài những cái sản phẩm dưỡng chống lão hóa rồi. Thì cái điều đó theo bác sĩ thì cái đó có phải là mình biết lo xa quá không hay là hay là đúng đắn ạ? Thật ra đầu tiên là bác sĩ sẽ dành lời khen cho chị Như Quỳnh tại vì đã sử dụng rất là chính xác ha. Từ lúc và từ rất là trẻ như vậy. Bởi vì rất là ít người có hiểu được quá trình lão hóa nó bắt đầu từ khi nào. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy thật ra quá trình lão hóa của da bắt đầu từ lúc 20 tuổi. Nó không như nhiều người nghĩ là chắc khoảng 30-40 tuổi bắt đầu lão hóa, nhưng không, từ 20 tuổi thì làn da của mình bắt đầu quá trình lão hóa. Thì lúc đó thì mình sẽ không có thấy rõ bởi vì những cái dấu hiệu lúc này nó cũng chỉ là sơ khởi thôi, mình không có thấy rõ trên da. Nhưng bắt đầu từ 25 đến 30 tuổi lúc này thì nó sẽ xuất hiện rõ hơn. Những cái dấu hiệu mình có thể thấy rõ như là da bắt đầu khô đi, nó đúng mỏng rồi, hơn. Đúng như mình đã từng hiểu cảm đúng giác rồi này. Hoặc là chúng ta sẽ thấy là một số những cái đốm sạm màu nó xuất hiện trên da. Và đặc biệt đến khoảng 30 đến 40 tuổi lúc này là cái đỉnh của lão hóa, thì bắt đầu quá trình lão hóa nó diễn tiến nhanh nhất. Thì có thể lúc này là ta sẽ thấy là một số cơ nó chảy xệ đi. Mà xuất hiện nhiều những cái vết chân chim, những cái nếp nhăn trên mặt. Và đương nhiên rồi, nếu mà không có quá trình chăm sóc da một cách hợp lý thì đến 40 đến 50 tuổi thì lúc này sẽ nhìn một cái quá trình lão hóa rất là rõ không trên gương mặt. Có lẽ là vậy. Thì như bác sĩ chia sẻ thì Như Quỳnh cũng thấy là may quá là mình cũng có một cái nhận thức sớm như vậy. Cho nên một cái lời nhắc đến các chị em nào đang xem cái live stream ngày hôm nay, thực ra không bao giờ là quá muộn. Nói như vậy khiến cho nhiều chị em sẽ hơi lo, nó thôi giờ muộn quá rồi, không khỏi chuẩn bị. Không phải, lúc nào cũng là bắt đầu cũng là kịp hết. Đúng. Nhưng mà nếu như ai đang xem cái live các bạn toàn từ 20 tuổi thì hãy bắt đầu có những cái bước chuẩn bị là vừa ha. Và từ 25 hãy bắt đầu sử dụng những cái sản phẩm lão hóa có những cái chất, tinh chất đặc biệt, đặc trị. Giống như là mình chia sẻ cho mọi người và cho cả bác sĩ là một người làm chuyên môn ở đây, thì đối với cái chuyện mà trị liệu về da thì Như Quỳnh hay chia làm hai giai đoạn. Một giai đoạn đó là trị liệu, cái này nhiều người bỏ qua lắm, tức là nhiều người hay quan niệm chăm sóc da chỉ việc là về nhà rửa mặt, ra đường thì dưỡng, tối đi ngủ dưỡng một cái lớp gì đó, hoặc là xiên xiên còn đắp mặt nạ thì cứ tưởng là mình làm xong nhiệm vụ với da rồi. Nhưng mà không phải, cái chuyện trị liệu làn da nó rất là quan trọng. Tại vì nếu một khi da mình nó đã có vấn đề rồi, Như Quỳnh thấy là bản thân mình hiện tại này cũng đã có những vấn đề như là có đốm nâu, có nếp nhăn, có chân chim, đúng không? Hoặc là thậm chí là nếu mà không để mình ngồi nghiêng nó cũng có một cái chảy xệ nhẹ rồi, thì lúc đó mình phải có cái gọi là trị liệu. Cái trị liệu này thì tất nhiên nhiều người sẽ tìm đến spa, tìm đến clinic, tim này, chích kia, phải có rất là nhiều cách. Rồi thì sau khi mình giải quyết những cái vấn đề này nó hạn chế và nó đưa làn da mình trở lại được tốt, thì mới đến cái bước phục hồi và duy trì, tức là bước dùng các cái sản phẩm dưỡng da. Cho nên nhiều hiện nay thì Như Quỳnh lại thấy là mọi người có vẻ là lơ là cái khâu đặc trị, tức là mọi người không có coi trọng cái khâu này, nghĩ là mỗi một ngày chỉ việc là coi như có xài dưỡng da, có rửa mặt là đủ rồi. Thì theo ý kiến bác sĩ Việt là như thế nào để mà mình chuyên sâu vào chuyện trẻ hóa và xóa nếp nhăn, thì thường cái cách mà giải quyết là như thế nào? Chắc là các lẽ một số bạn cũng sẽ biết là theo quá trình lão hóa thì lượng HA và collagen, hai cái thành phần chất này là hai thành phần chất mà chủ yếu để tập trung mà nuôi dưỡng da, duy trì cái độ trẻ hóa cho da. Thì theo quá trình lão hóa thì hai cái thành phần chất này nó sẽ giảm đi. Và do vậy để đẩy lùi quá trình lão hóa cũng như là giữ cho da luôn luôn trẻ đẹp thì đương nhiên chúng ta phải bổ sung hai cái lượng chất này. Dạ, là HA và collagen. Thì ngay cái khái niệm HA thì Như Quỳnh sẽ muốn đi sâu một chút. Tại vì tất nhiên là những cái bạn nào mà là đã gọi là chuyên gia về làm đẹp, về chăm sóc và skin care thì chắc là quá là rành rồi. Nhưng mà Như Quỳnh cũng biết có nhiều bạn chỉ là những người mới bắt đầu vào con đường skin care thì cái khái niệm HA còn mới mẻ lắm. Thì chắc là nhờ bác sĩ phải nói rõ hơn HA là cái gì và HA có thành phần ra sao, rồi công dụng như thế nào với da. Nói về HA thì quá là nổi tiếng rồi, trong cái thời điểm hiện nay thì chắc nhiều người cũng biết về HA. Nhưng mà để hiểu rõ cụ thể hơn thì bác sĩ sẽ chia sẻ cho các bạn. HA thật ra là viết tắt của một cái cụm từ là hyaluronic acid. Đó là một cái dưỡng chất mà nó có sẵn tự nhiên ở trong cơ thể. Nó có thể là trong những cái mô cơ, mô xương, hay là trong những cái chất collagen, chất nền.
và có trong môi, trong mắt và trong cả trong da nữa. Do cái vị trí mà nó rất là nhiều nên trên cơ thể thì ở một mỗi một nơi nó sẽ giữ một cái vai trò khác nhau. Nhưng mà tại sao ha, HA nó lại có khả năng như vậy, nó có khả năng mà giữ được cái vai trò trẻ hóa da hay là nó đảm bảo được nhiều vai trò nhiều nơi trong cơ thể như vậy? Bởi vì HA thực chất á, là một cái phân tử đường mà có khối lượng rất là lớn. Nó sẽ gấp 2.000 đến 4.000 lần so với các phân tử đường khác chúng ta có thể thấy. Do vậy nó sẽ trở nên như một cái cầu nối vậy, nó nối những cái phân tử nước lại với nhau, nó chỉ hút nước lại thôi mà không có cho nước đi. Do vậy nó giữ nước ở trong một cái thời gian dài như vậy. Do vậy nó sẽ cung cấp một cái độ ẩm nhất định cho da. Do vậy thì chúng ta có thể bổ sung collagen, bổ sung HA hàng ngày như một cái dưỡng chất cần thiết để đảm bảo cái độ ẩm cho da. Cái đó là HA. Wow, cái khái niệm này đúng là có nhiều chị em tuy là đã nghe rất là nhiều rồi nhưng mà không phải ai cũng biết kỹ như vậy. Nhưng mà như mình thì có một cái may mắn là trong cái quá trình mà mình tìm hiểu về việc đặc trị cho các cái vấn đề của làn da thì mình cũng có biết các clinic nó có cái dịch vụ là tiêm HA vào da, và đúng là bạn bè xung quanh của Quỳnh đã xài cái dịch vụ này thì thấy tác dụng nó rất là nhanh nha. Tức là cảm giác như mình chỉ tiêm xong là thấy ngay lập tức cái làn da mình nó căng mọng lên, nó tươi trẻ lại được nhiều tuổi á. Cho nên là rất nhiều người đã lựa chọn cái phương pháp này. Nhưng mà cũng có một cái phương pháp nữa thấy mọi người cũng đề cập để mà nhanh nhất lấy lại được cái việc làn da mình căng, đó là mọi người hay nói đến khái niệm tiêm filler. Nhưng mà cái khái niệm này cũng như cái dịch vụ này đến giờ phút này vẫn gây tranh cãi, vì nhiều người vẫn cho rằng là những cái tin tức ở trên báo về cái chuyện lâu lâu lại có một cái tai nạn gì đấy liên quan tới filler thì mọi người lại hơi sợ. Thế thì nói một cái câu công bằng về filler thì bác sĩ cho rằng là nó có công dụng hay không, và có nên lựa chọn hay không? Nói về filler thì có rất là nhiều điều để nói, nhưng mà thật ra filler là một cái chất làm đầy. Nó sẽ giúp cải thiện những cái vấn đề về da do những cái ảnh hưởng của quá trình lão hóa. Thì rõ ràng là filler nó có tác dụng rất là nhiều, tạo nên những cái vẻ đẹp và nó thể cải thiện được những cái khuyết điểm do quá trình lão hóa nó tạo nên. Tuy nhiên thì hiện nay chúng ta vẫn thấy có những cái biến chứng do tiêm filler gây ra. Như vậy thì rõ ràng nguyên nhân là do đâu ha? Tại vì khi mà chúng ta chú ý tới những cái điều này thì chúng ta sẽ có được một cái làn da đẹp ha, mình sẽ cải thiện được những vấn đề lão hóa nhưng mà vẫn an toàn. Như vậy thì chúng ta phải chọn được cái nơi để tiêm filler. Đầu tiên đó là điều thứ nhất, chọn được một cái nơi an toàn để tiêm filler. Đó là một nơi mà sẽ cung cấp cái filler rõ nguồn gốc, đạt chuẩn, và chúng ta sẽ tiêm filler mà không có ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ chọn những cái nơi uy tín. Tại vì filler là một cái phương pháp xâm lấn, cần được thực hiện ở một cái nơi mà có những cái đặc chuẩn về vô trùng hay là thực hiện bởi những người được đào tạo chuyên môn đàng hoàng. Chúng ta không thể nào mà đi tiêm filler một cách tràn lan giống như là mình đã thấy rất là nhiều biến chứng xảy ra nhé. Và cuối cùng thì đương nhiên là sau khi tiêm filler chúng ta phải theo dõi bởi những người có chuyên môn á. Và chúng ta sẽ bản chất thấy được bản chất của filler. Filler thật ra là một cái hyaluronic acid. Do vậy thì tại vì đúng là như Quỳnh xin chia sẻ thêm là như Quỳnh cũng có trong cái quá trình được tư vấn từ bởi những cái bác sĩ tại Gaspa đó, bác sĩ Vinh. Thì tức là mình sẽ phân biệt ra là thực ra giống như vì sao phải cần tiêm filler là do cái da mình nó bị những cái nó mất đi cái độ đàn hồi đúng không, nó mất cái độ căng. Cho nên khi mà tiêm HA vào thì nó cũng giống như làm đầy lên và làm cho da mình nó căng lên đúng không ạ? Thì có phải là bản chất của đúng là một cái dạng HA đúng không ạ? Chính xác á. Bản chất của filler là một loại HA. Nếu như HA của filler là mình có thể được điều chế trực tiếp để tiêm vào da, thì có một loại HA khác thì mình không cần tiêm vào da, mình vẫn có thể dưỡng ẩm cung cấp cho da thì bằng cách là mình bôi lên mặt. Nhưng mà đến mình muốn hỏi thêm vì có khán giả có độc giả hỏi là có bao nhiêu loại HA, mình có phân biệt được không ạ? Thật ra do HA là một cái phân tử lượng nó rất là lớn, nó không thể hấp thu trực tiếp vào da, nên nhiều chuyên gia nghiên cứu và đã tạo ra một cái loại HA nó có khối lượng phân tử nhỏ hơn. Thì về mặt phân loại thì HA nó có 3 loại là HA nguyên phân, HA vi phân và HA vi nang. Thật ra HA nguyên phân á, người ta phân loại là một cái HA dùng để khóa ẩm, bởi vì cái phân tử lượng nó lớn á, nên nó không thể hấp thu trực tiếp vào da nên nó sẽ tạo một cái độ ẩm tự nhiên trên bề mặt da, nó luôn luôn ổn định hàng định như vậy. Cái HA thứ hai là HA vi phân. Chính vì cái khối lượng nó nhỏ HA nguyên phân nên nó có khả năng thẩm thấu vào da, cung cấp những cái độ ẩm và làm cho da mượt hơn. Và cuối cùng là HA vi nang. Nó lại nhỏ hơn cái HA vi phân lúc nãy nữa. Do vậy nó sẽ thẩm thấu một cách sâu hơn nữa vào lớp đáy biểu bì luôn. Lúc đó nó sẽ làm cho da luôn luôn căng mướt và mịn màng. Hôm nay thì những ai đang xem buổi live này, các bạn thấy là bản thân như mình cũng được khai sáng rất là nhiều những cái kiến thức về cái HA cũng như là về cả filler và những cách làm cho cái làn da mình căng mịn. Bởi vì nhiều khi như mình cũng đã từng đi vào các clinic, các spa để tham gia cái dịch vụ này rồi, nhưng mà
chưa chắc mình đi hiểu sâu được những cái khái niệm này. Nhưng mình thấy là mọi người đang đang coi livestream rất là nhiệt tình và đặt câu hỏi, thì các bạn có những cái vấn đề gì, những cái câu hỏi gì liên quan tới vấn đề chuyên môn thì có thể đặt câu hỏi cho bác sĩ Vinh, đừng có ngần ngại nhé. Và như mình xin nhắc lại là mọi người hãy share cái like này về tường cũng như là tương tác thật là nhiệt tình để chúng tôi có thể tặng hai món quà, một món quà trị giá 2 triệu đồng dành cho hai người bạn may mắn. Ví dụ như chắc là xin phép bác sĩ một chút xíu phải khoe cái món quà này ra, bởi vì hôm nay là 20 tháng 10 mà, đúng không? Mọi người sẽ được nhận, có hai bạn sẽ được nhận hai món quà này bằng việc share cái livestream này thôi, cũng như là tương tác nhiệt tình các bạn nhé. Bây giờ như mình thử cho mọi người xem món quà này đến từ L'Oréal Paris nhé. Wow, hộp quà rất là đẹp, trong này có cả những cái phần kiến thức để cho mọi người hiểu sâu hơn về HA này, cũng như là về các cái loại dưỡng chất để mà tạo nên tác dụng làm đẹp cho làn da. Đây rồi, mọi người nhìn xem, hộp quà của mình nó có 3 chai serum và 1 chai essence. Đây là những cái bước dưỡng da giúp cho mình có làn da căng mọng đó. Thì trong cái hộp quà này, khi mà mở ra thì Như Quỳnh cái đồng thời cũng muốn chia sẻ đến mọi người cái sản phẩm cực kỳ yêu thích của Như Quỳnh trong hộp quà này. Đây, chai này thì Như Quỳnh đã xài khoảng gần 2 tháng này, từ hồi tháng 8. Lúc mà sản phẩm bắt đầu mới có tại Việt Nam, thực ra với thương hiệu này thì Như Quỳnh đã biết từ rất lâu và có một cái sự yêu mến. Nên mà từ cái đợt dịch rồi mình cũng khó có cơ hội được đi spa, được chăm sóc da nhiều, thì da mình cũng xuống cấp. Thì lúc đó biết đến cái loại serum này có 1,5% HA. Thì Như Quỳnh thì rất là thích HA, trước đó thì đi tiêm rồi, nhưng mà bây giờ thời gian nó đâu có đi được. Thì biết đến loại này thì Như Quỳnh cũng có nhờ các bác sĩ chuyên môn họ nói về việc nếu như mình không tiêm, nhưng mà mình thoa, giống như bác sĩ vừa nói đúng không? Thì cái thoa này tác dụng có thể nó sẽ không nhanh bằng ngay lập tức, nhưng mà 7 ngày không phải là quá lâu. Có thể nói là sau 7 ngày thì mình thấy cái làn da mình có một cái sự cải biến rất là nhanh, sáng hơn, căng hơn, và những cái nếp nhăn á mình cảm thấy nó được làm đầy hơn. Cho nên ngày hôm nay á, Như Quỳnh nhất quyết sẽ phải muốn chia sẻ về cái sản phẩm này, nhưng mà vẫn còn nhiều cái thông tin bên trong chưa hiểu, thì có bác sĩ sẽ thêm muốn hỏi nhiều bác sĩ chia sẻ thêm về những cái thành phần dưỡng chất bên trong chai Vitalik này của L'Oréal Paris, chai serum có 1,5% HA quý vị nhé. Đây, cho quý vị chiêm ngưỡng chai này. Và tất nhiên nhắc lại là hai bạn like share cái livestream này ngày hôm nay sẽ được tặng hai phần quà, trong đó có sản phẩm này. Bây giờ để Như Quỳnh thử cho mọi người xem nhé. Đây, mọi người hãy cùng nhìn đây, cái nước, cái thành phần serum bên trong nè, nó rất là đặc nè, sóng sánh. Mọi người cùng xem nha, bác sĩ cùng xem nha. Chúng ta chọn rất là dễ, mở ra này, mở ra rất là đơn giản nhẹ nhàng. Bên này nó có cái lực, phần lực hút nè, mọi người chỉ cần bấm nhẹ thì nó sẽ được cái phần lực hút của mình. Thường Như Quỳnh sẽ dùng khoảng chừng 1 đến 2 giọt ở đây. Đây, ví dụ Như Quỳnh lấy 1 giọt ở đây ha, 2 giọt, mọi người xem. Xong rồi Như Quỳnh sẽ dùng phần tay còn lại thoa nhẹ. Cái chất serum này đó, nó mỏng, tức là nó có một cái độ sánh, nhưng nó không có quá lỏng và nó cũng không có quá đặc. Nó vừa đủ sánh để mà khi mà chúng ta thoa trên da đó, nó tạo ra một cái sự thẩm thấu rất là nhanh. Nhưng mà ngay trên bề mặt bây giờ Như Quỳnh nhìn thấy nè, giống như mình cảm giác nước nó được cấp nước ngay trên bàn tay. Thực ra Như Quỳnh không phải là người mà trời sinh ra có bàn tay đẹp. Bàn tay của mình là da nó khô và nó hơi thô đó, nó không được như mấy cô tiểu thư đâu. Nhưng ngay lập tức khi mà thoa một cái lớp HA, lớp serum này lên có 1,5% HA đó, mọi người nhìn thấy nè, ngay lập tức cái làn da mình nó có một cái độ căng. Và cái dưới cái ánh đèn nó soi chiếu vào, nó có một cái độ lóng lánh như là đây nè. Đó, nó rất là gọi là shining. Như chiếc áo mình đang mặc đây, nó có một độ bóng. Thì thường đối với làn da mặt của mình thì nó mỏng hơn, thì cái độ thẩm thấu này sẽ nhìn thấy rất là nhanh. Thì Như Quỳnh xài hầu như là mỗi ngày từ tháng 8 đến bây giờ, và sau một tuần là mình thấy ngay một cái sự khác biệt liền. Bây giờ mọi người nhìn hai cái tay này, một bên khi có xài cái serum này và một bên không xài, một bên nó có một cái độ mượt và căng, còn một bên thì nó hơi thô và sần. Cái này là chỉ mới xài, chứ thực ra thì tất nhiên nó không thần kỳ như việc chúng ta tiêm filler hay tiêm HA đâu. Nhưng Như Quỳnh nói là ngay cái lần đầu tiên mình đã thấy một cái sự thay đổi rõ trên da. Cho nên bây giờ là để cho mọi người hiểu rõ hơn và vì sao nó tạo được một cái công dụng như vậy, thì sao hỏi bác sĩ Vinh. Đầu tiên là mọi người sẽ chú ý ngay đến con số là 1,5% HA. Nãy giờ chúng ta hiểu về HA rồi, nhưng mà 1,5% này thì nó có ý nghĩa gì? Đầu tiên thì hãy nói về cái ý nghĩa của con số 1,5. Đầu tiên thì bác sĩ sẽ giải thích cho tất cả mọi người ha, về con số 1,5% này. 1,5% HA là cái nồng độ của HA hiện có trong cái chai serum này. 1,5%, tại sao là con số này? Vì nó cấu thành bởi 1% là HA vi phân, còn 0,5% là HA nguyên phân.
Như bác sĩ đã giải thích ở trên đó thì mỗi một loại HA nó sẽ có tác dụng khác nhau, nhưng mà đều cấu thành là bổ sung những cái dưỡng chất khác nhau để cùng làm bổ sung cái dưỡng ẩm cho da. Yeah. Thì với HA là 1,5% vi phân á, chúng ta sẽ thấy là HA nó sẽ thẩm thấu trực tiếp vào những cái lớp dưới lớp da, vì kích thước nó quá nhỏ. Yeah. Nó thẩm thấu trực tiếp vào da, cung cấp một cái độ ẩm bền bỉ hơn cho da. Còn HA 0,5% là HA nguyên phân, nó sẽ luôn luôn nằm ở bề mặt da. Từ đó nó sẽ tạo một cái độ ẩm tự nhiên cho da, lúc nào nó cũng sẽ có độ ẩm đó, một cái độ ẩm thật là ổn định để cho da không có bị lão hóa theo thời gian. Dạ, yeah, nhưng mà trong trường hợp này thì chắc có nhiều bạn độc giả sẽ muốn hỏi là cái con số là 1% vi phân, 0,5% nguyên phân đó, tại sao phải là quy định con số đó? Ví dụ như nhiều người họ sẽ có một cái suy nghĩ đó rất là ngây thơ là ồ, nếu 1,5 là hiệu quả vậy, tôi mua cái chai 10% được không? Hay là 20% cho hiệu quả hơn được không? Có lẽ chắc là nhiều người cũng thắc mắc như vậy. Nhưng mà thật ra khi mà nhãn hàng đã chế tạo ra cái con số là 1,5% này là có mục đích của nó. Yeah. Bởi vì có lẽ đây là cái theo một nhiều nghiên cứu thì 1,5% là cái HA nồng độ đỉnh để có thể hấp thu một cách tốt nhất vào da. Vì nếu mà nó nhiều hơn á, lúc này thì sẽ gây ra một cái hiện tượng gọi là thẩm thấu ngược. Một số nước ở trong da nó sẽ bị hấp thu ngược ra. HA nó sẽ hút nước ngược ra khỏi da. Như vậy thì có lẽ là nó sẽ lão hóa nhiều hơn, không ạ? Nhưng mà cho nên là vậy thì một cái lời khuyên, có thể một kiến thức nho nhỏ thôi mọi người nhé, tuy là chúng ta có nghe một cái gì đó tốt đi nữa, nhưng mà cái gì đó phải là vừa đúng và đủ. Đúng. Giống như là cái gì mà quá nó cũng thành thừa. Giống như nhiều trường hợp mọi người nghe nói là ăn cái trái đó tốt vitamin, thế là ăn rất nhiều nhưng mà thực ra khi mà vào không hấp thu thì nó bị đào thải, đúng không ạ? Thì đây là một cái kiến thức rất là tốt. Thế thì mọi người đừng quên cái con số 1,5% HA trong một chai serum dành cho dưỡng da, đó là một cái công thức hoàn hảo và nó đang đến từ cái sản phẩm mà như mình đang nói ở đây trước mặt mọi người, chai serum của L'Oreal Revitalix quý vị nhé. Và đừng quên, nó nằm trong phần quà tặng ngày hôm nay cho những ai share cái like này và tương tác rất là nhiệt tình. Và nếu ai có những câu hỏi nào muốn hỏi thì cứ đừng ngần ngại hỏi, thì bác sĩ và Như Quỳnh bằng kiến thức cũng như kinh nghiệm sẽ cố gắng giải đáp cho mọi người nhé. Tiếp theo là tất nhiên trong cái chai này nó không chỉ có thành phần chính là 1,5% HA rồi, nhưng Như Quỳnh còn biết là để tạo nên một cái công dụng tuyệt vời như vậy, như là Như Quỳnh đã cảm nhận trong 2 tháng qua, thì chắc nó còn có rất nhiều câu chuyện khác nữa. Thì trong đó có câu chuyện về một người phụ nữ Việt Nam rất là quan tâm, đó là sáng da. Đúng. Một cái làn da sáng, đối với phụ nữ Á Châu thì một làn da sáng chính là một làn da đẹp, đúng không ạ? Và để sáng da thì người ta hay nhắc đến vai trò của vitamin C, nhưng mà trong thành phần của Revitalix cũng có vitamin C, nhưng mà chắc phải nhờ bác sĩ chia sẻ tại sao vitamin C lại đem lại công dụng như vậy. Có lẽ đây là một cái sự kết hợp vàng, bởi vì HA, nếu như HA nó là một cái thành phần dưỡng ẩm tuyệt vời cho da, thì ở trong cái serum này đã được bổ sung thêm một cái dưỡng chất mình có thể đọc tên là ascorbic glycosid, hay còn gọi là vitamin C. Vitamin C này nó sẽ ngăn chặn một số những cái tế bào sắc tố nó làm cho da sạm màu, từ đó khi mà thẩm thấu vitamin C vào trong da nó sẽ làm cho da cảm trở nên sáng hơn. Và còn gì bằng khi mà kết hợp cùng với một cái chất dưỡng ẩm như là HA thì da nó vừa căng mọng mà sao vừa sáng hơn. Coi như là một đôi bạn tuyệt vời, đó đúng là rồi. HA và vitamin C, đúng không? Coi như là nếu như chị em nào là những người luôn luôn ước mong trong cuộc đời mình có một làn da không chỉ căng mọng mà trắng sáng, thì lựa chọn một loại serum có hai thành phần này đó là đầu tiên là tiên quyết rồi. Nhưng mà chưa dừng lại ở đó, còn một cái thuật ngữ nữa bản thân Như Quỳnh thì cũng không có rành lắm, nhưng mà Như Quỳnh thấy nó đóng vai trò rất là lớn, đó chính là calcium pantothenate, phải không bác rồi, sĩ? Đúng rồi. Cái thuật ngữ thì nó hơi chuyên môn quá cho nên chắc phải nhờ bác sĩ chia sẻ sâu hơn về cái thành phần dưỡng chất này. Calcium pantothenate hay còn gọi là vitamin B5, đây là một cái dưỡng chất tuyệt vời trong việc phục hồi da, đặc biệt là với những cái làn da tổn thương sau một số những cái liệu trình, hay là sau thực hiện một cái ví dụ như thực hiện laser hay là laser fractional, thì những cái liệu trình này nó sẽ ảnh hưởng không ít thì nhiều lên từ mặt biểu bì đến trung bì của da. Và chính cái thành phần B5 này nó sẽ được hấp thu một cách sâu hơn vào trong trung bì, và từ đó là khiến cho da những cái tổn thương nó được phục hồi một cách nhanh chóng. Yeah. Tình cờ là Như Quỳnh vừa coi cái live thì thấy mọi người hỏi rất nhiều, hình như cái phần này là cái phần mọi người đang canh cánh từ lâu rồi. Tại vì Như Quỳnh biết là các bạn xài mỹ phẩm thì nhiều nhưng chưa chắc mình có thể đi sâu vào những cái khái niệm này, thì có một bạn hỏi một câu rất là hay. Đó là bác sĩ ơi, HA này trong cái serum á, với cái HA tiêm trong các cái spa đó thì nó có giống nhau hay không? Đó, đầu tiên là bác sĩ chia sẻ cái câu này trước. Cái HA mình dùng để bôi trên da và dạ, HA tiêm á, về bản chất thì nó có vẻ tương tự, nhưng mà khi mà điều chế do việc tiêm á, là một cái thủ thuật xâm lấn tiêm trực tiếp vào trong da, nên những cái HA mà được điều chế ở trong cái điều kiện tiêm á, nó sẽ là những cái HA vô trùng. Những cái HA mà khi mà
tiếp xúc với trực tiếp vào trong da nó sẽ không có gây ảnh hưởng và những kích ứng lên da. Còn HA bôi trên HA mà để bôi trên da thì là một HA mà nó tiếp xúc chỉ bên ngoài thôi, nó không có phải là một cái xâm lấn gì hết. Nên về tính chất thì cung cấp dưỡng chất cho da thì có vẻ là như nhau, nhưng mà về tính chất cũng như cái độ an toàn thì có vẻ là khác nhau. Dạ đúng rồi, như mình cũng nghĩ là lúc nãy bác sĩ chia sẻ về filler với cả tim á, thực ra mình cũng không phải là người khuyến khích những người fan hay bạn bè trong mình đi sâu vào cái hình thức đó, bởi vì thứ nhất là vừa tốn kém và thứ hai cũng chưa chắc mình có phải lúc nào mình cũng hên đâu. Kể cả những cái spa mình thấy là rất là tiếng tăm, nhưng đôi lúc vẫn xảy ra những cái chuyện gọi là ngoài ý muốn, đúng không? Nên đôi khi nếu mà có một cái lựa chọn khác mình thấy là nó ít rủi ro hơn thì thực ra vẫn thấy yên tâm hơn. Có một câu hỏi nữa các bạn này hỏi rất là hay nè, đó là em thường xài serum nhưng mà thấy mấy cái serum này bị dính khó chịu lắm, thì cái serum này chắc như thế nào? Cái này chắc như Quỳnh trả lời cho bác sĩ Hùng trả lời. Như Quỳnh vừa thử đó, mọi người thấy không, bây giờ trên tay nè nó rất là khô và mượt, nó không có dính gì đâu, tại vì bản thân như Quỳnh từng kinh qua cái việc xài serum dính nó khó chịu lắm. Đặc biệt buổi tối đi ngủ á, cái mình xước serum lên mà nó bị nhớt vậy nè, khi đi ngủ cái mình nằm xuống cái gối á mình rất là bực mình. Cho nên cái loại serum mà Quỳnh chọn đầu tiên nó phải có tính chất thẩm thấu tốt, nó vẫn có độ căng mượt nhưng nó không được để làm cái cảm giác nhờn rít là mình rất là khó chịu. Nên là mọi người yên tâm, nếu như mình đang phân vân cho một cái loại serum mà bị không nhờn mà thẩm thấu và dễ chịu thì mình nghĩ Revitalik là một gợi ý mà mọi người phải ghi vào trong cái sổ của mình liền, để mà bữa sau khi mà mình đi tìm serum mình không có phải gặp phải cái nỗi khó chịu đó. Rồi có một bạn cũng hỏi rất là hay là hồi nào đến giờ xài kem dưỡng của L'Oreal rất là nhiều, bây giờ mới biết tới cái serum này. Thực chất thì như mình có nghe nói rằng serum này cũng chỉ có mặt ở thị trường của nước ngoài, ở Mỹ là khoảng từ tháng 3 và ở Việt Nam mình là từ tháng 8. Nhưng mà mọi người biết không, cái này mới là hay nè, tức là Quỳnh nghe nói và thông tin này là chính xác, là bán chạy, bán rất là chạy, giống như kiểu vài giây là có một chai được bán ra, thì đây có nghĩa là nó đã chứng minh được cái hiệu quả mang đến. Bởi vì thực ra là có những cái loại sản phẩm các bạn phải mất hàng năm mới biết nó có hiệu quả hay không, nhưng đây là cái sản phẩm mà sau một tuần chúng ta thấy hiệu quả liền. Thì thực ra cứ gọi là truyền miệng, chỉ cần về Quỳnh thấy hay Quỳnh kêu bạn Quỳnh, bạn Quỳnh thấy hay kêu chị của người bạn đó, thành ra thì ngày hôm nay mọi người có cơ hội được mua thông qua cái deal là giảm 25% tất cả các sản phẩm của L'Oreal, thì đây là một cơ hội cực kỳ tốt tại Sami Shop mọi người nhé. Và đồng thời được tặng thêm một tiếp kem chống nắng này nữa. Thì nếu như nãy giờ những gì mà như Quỳnh và cả bác sĩ chia sẻ đã khiến cho mọi người cảm thấy cần một cái loại serum như vậy, thì ngày hôm nay hãy lên mua, không chỉ để tặng cho mình 20 tháng 10, tặng cho chị, cho mẹ, mà các anh nếu mà đang vô tình coi cái like này hãy nên mua, vì nó đang có một cái giá giảm quá tuyệt vời, 25% nha mọi người. Như Quỳnh thấy còn có những câu hỏi này nè bác sĩ. Giá sản phẩm này bao nhiêu? Bổ sung collagen thay vì bổ sung HA có được không? Thôi cái giá sản phẩm để từ từ họ trả lời. Bây giờ cái câu sau nhờ bác sĩ trả lời ha. Để bổ sung collagen thay vì bổ sung HA có được không? Như bác sĩ đã chia sẻ từ phần đầu á, thì cả HA và collagen đều hai phần thành phần cần thiết duy trì cái độ trẻ hóa cho da. Qua quá trình lão hóa thì dường như hai thành phần này sẽ suy giảm. Tuy nhiên có một điều lưu ý là chính HA nó sẽ làm một cái môi trường lý tưởng để cho collagen phát triển. Do vậy thì tại sao mình lại không dưỡng da bằng HA trước rồi hãy dùng đến collagen? HA là một cái thành phần mà không thể thiếu được. Mình sẽ kết hợp, đương nhiên là cả hai nó sẽ tốt hơn là mình chỉ dưỡng da bằng collagen không ạ. Nghe về các bạn thôi thì cái câu đó là câu bác sĩ trả lời, còn câu này Quỳnh trả lời cái giá của sản phẩm này. Nãy giờ mọi người hỏi về giá rất là nhiều đúng không? Nhưng Quỳnh xin phép là thiếu sót nãy giờ chưa nói, không hề mắc. Tức là thông thường như Quỳnh đã xài ra rất nhiều loại serum, và trong cái suy nghĩ của nhiều bạn là serum là một cái thứ rất là tốn tiền. Đúng như vậy, có thứ rất là mắc, đúng. Nhưng mà cái quan trọng sau khi như Quỳnh xài qua tất cả các loại đó là hiệu quả. Hiệu quả là quan trọng nhất. Thì khi mà như Quỳnh xài tới cái sản phẩm này từ cách đây 2 tháng trước, mình phải nghĩ là cần phải loan truyền cho mọi người, bởi vì một loại serum tốt như vậy với cái giá vậy chắc mọi người sẽ không bao giờ tin luôn. Nó chỉ có giá là 618.000 đồng thôi cho một tiếp serum. Thực ra rất hiếm nói chuyện hàng trăm cho serum. Serum thường hay nghĩ tới hàng triệu thôi, nhưng mà như Quỳnh trải qua rồi mới thấy rằng là để mà mua serum hàng trăm với giá này là quá tuyệt. Và đặc biệt ngày hôm nay á, ngày hôm nay nha mọi người nha, mình nói một con số này nữa mọi người mới thấy là giật mình. Riêng ngày hôm nay 20 tháng 10 và đặc biệt các bạn mua qua Sami Shop với cái giá giảm chỉ còn có 439.000 thôi, tức là khoảng 400.000. 400.000 cho một chai serum mà có chứa 1,5% HA là một cái con số thực sự là thường gọi là dream cost, rất là khó. Vì thường để mà mua bình thường rất là mắc rồi, mà vấn đề như các bạn hay gặp là dính rồi bết rồi chưa chắc hợp da hay không. Cái này là có một cái hay là nó là dành được cho da nhạy cảm luôn. Nhiều bạn là da nhạy cảm rất là sợ ngại xài, thì bản thân như Quỳnh là một người cũng là da nhạy cảm, thì yên tâm, da nhạy cảm các bạn xài cái này rất là tốt nhé.
để coi các bạn muốn hỏi gì nữa đây. Hỏi nhiều lắm bác sĩ ơi, trời quá trời, mọi người quan tâm quá. À, đây nha, da mình mới tiêm filler mà da thâm có mấy vết kim, có sử dụng sản phẩm này được không bác sĩ? Nếu mà bạn, tại không biết bạn đã hỏi là bạn đã tiêm filler trong thời gian là bao lâu. Nếu mà bạn khi mà bạn thấy là tại filler là một cái phương pháp xâm lấn, đã tiêm filler được khoảng vài ngày, khi thấy cái vết thương cái chỗ tiêm đã lành rồi thì mình vẫn sử dụng HA được bình thường. Ngoài ra thì HA nó sẽ bổ sung cái dưỡng chất dưỡng ẩm cho những cái làn da sau những cái tổn thương, thì chắc chắn là sau khi tiêm filler mình có thể bổ HA được. À, chắc phải nhắc lại cho mọi người, Diêu Quỳnh xin lỗi là phải nói đi nói lại tại vì tiếc quá. Cái ưu đãi này nó chỉ diễn ra hết hôm nay thôi nha mọi người. Nếu mà mai mốt mọi người vô Facebook của Quỳnh hoặc là của bác sĩ Vinh đây nói là ô bác sĩ ơi em muốn mua thì cái đó lúc đó là chúng tôi không giúp được. Bởi vì với một cái sản phẩm rất là tốt và như Quỳnh nói ở bên Mỹ nó bán cực kỳ chạy, thì ở tại Việt Nam, ngay khi về Việt Nam là sản phẩm này đã được mọi người rất là thích rồi. Với cái thương hiệu lâu năm như L'Oreal thì tất nhiên nó là một sự bảo chứng, chứ nó không phải là một cái dòng sản phẩm mới của một thương hiệu hoàn toàn lọ hết, nên mọi người không phải lo. Và bản thân như Quỳnh là một người mà mọi người cũng biết rồi, nếu theo dõi Facebook của Quỳnh thì mỗi một sản phẩm như Quỳnh lựa chọn đó phải là một cái quá trình tự mình kiểm nghiệm, tự mình thấy được cái hiệu quả, và mỗi một cái lời mình nói ra và chia sẻ nó phải là sự đảm bảo từ uy tín của mình. Như Quỳnh đảm bảo mọi người xài mọi người sẽ rất là thích. Và với cái giá chỉ có 439.000 thì thực sự nếu mà như Quỳnh rủng rỉnh thì Quỳnh sẽ mua khoảng 20 chai để tặng cho tất cả mọi người, và hoặc nếu không mình giữ lại để mình xài, vì nếu mà nó hết á và lúc đó da của mình lại muốn duy trì cái sự tươi trẻ thì uổng lắm, phải đi mua những cái loại đắt tiền. Như Quỳnh sẽ rất là tiếc cho mọi người, nhớ nhá, 618.000 ngày hôm nay chỉ có 439.000 thôi, hãy tranh thủ hết ngày hôm nay, chỉ có ngày hôm nay thôi. Tuy rằng là 20 tháng 10 nhưng các quý ông cũng được cái quyền này, vì chúng tôi biết rằng mọi người mua quà chính là để tặng cho các chị em rồi. Thì như Quỳnh sẽ nói tiếp những cái phần mà các vị khán giả hỏi ha. Ví dụ bây giờ mình làm cái bài toán so sánh như vậy, tất nhiên là chúng tôi sẽ bỏ qua cái việc là đi tiêm, đi chích trong các spa và gặp phải những cái chỗ nó không có uy tín, cứ cho là rất uy tín, cứ cho là rất tuyệt vời, chất lượng rất tốt, nhưng mà chi phí nó rất là cao. Đây có một bác sĩ da liễu thoại ở đây, chi phí cho những cái đó rất là cao, thậm chí cái khoảng cách giữa những cái chi phí đó với cái chi phí của một cái sản phẩm này nó chắc nó tính bằng cấp số nhân. Nhưng mà theo bác sĩ thì giữa một bên là lựa chọn cái việc tiêm chích cấp tốc với một bên là xài một cái sản phẩm có thể sẽ lâu hơn một chút, ví dụ khoảng 1-2 tuần trở lên, với cái mức giá này bác sĩ có thể đưa ra một vài lời khuyên? Nói về một cách khách quan, nói về cái HA tiêm cũng như là cái HA mà mình bôi bên ngoài á, thì thật ra nếu mà kể cả những cái phương pháp như tiêm filler là một cái cũng là một loại HA đi, nếu mà mình tiêm hay là mình đến các liệu trình á, mình làm các liệu trình á, thì đương nhiên là sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Mình sẽ phải đi thường xuyên, hay là mình sẽ phải lựa chọn và phải chịu, mình phải đặt một cái ý thức là bây giờ mình làm một cái thủ thuật thì nó sẽ khác với việc là mình sẽ bôi một cái chất ở bên ngoài. Do vậy thì cái sự lựa chọn của mình á, mình nên là mình xem là bây giờ mình muốn, nếu mà mình muốn một cái hiệu quả nhanh chóng tức thời thì mình sẽ chọn phương pháp tiêm. Còn nếu mà mình không muốn, mình không cần nó phải nhanh chóng quá, mình cứ từ từ đó, mình mỗi ngày mình bôi một cái thói quen chăm sóc skincare hàng ngày thì mình vẫn có thể sử dụng một cái loại HA để bôi. Thì tất nhiên là rất công bằng. Nếu như chúng ta chi phí rủng rỉnh ha, và chúng ta cũng muốn có những cái chuyện làm đẹp nhanh, tất nhiên chúng tôi sẽ không có cái việc là nói rằng chúng ta hãy không nên sử dụng cái phương pháp đó, nhưng mà để một cái gì lâu dài, vừa chi phí nó cũng đường dài ha, làm đẹp là chuyện cả đời mà, thì việc sử dụng một loại serum nó có chứa HA, vitamin C cũng như các hoạt chất thì có lẽ là một cái lời khuyên nó rất là tốt. Nhưng mình đọc được một comment rất là xúc động, mẹ em 50 tuổi có dùng được không ạ? Em muốn mua tặng mẹ 20 tháng 10. Cái khúc dùng được hay không thì bác sĩ trả lời, nhưng mà cái khúc mua tặng mẹ 20 tháng 10 thì mình thấy rất là vui, là những người con bây giờ vẫn nhớ đến ngày 20 tháng 10 để tặng quà cho mẹ. Các người bạn nữ khác, các người con khác, chúng ta hãy làm điều này cho mẹ mình vào dịp 20 tháng 10 mọi người nhé. Thế 50 tuổi có xài được không bác sĩ? Quá tốt rồi đúng không ạ? Nhất là trong cái serum này nó lại có những cái thành phần một cái loại vitamin C làm sáng da, kết hợp với HA dưỡng ẩm để chống lão hóa, thì chắc chắn là người 50 tuổi là quá phù hợp để sử dụng đúng không ạ? Và như Quỳnh nói, tất nhiên không có tuổi nào là quá trẻ, cũng không có tuổi nào là quá sớm. Từ 25 tuổi, nếu như chúng ta bắt đầu thấy da mình có những cái vấn đề thì bắt đầu xài là vừa coi như một cái quá trình gọi là chúng ta phòng ngừa trước. Còn đến có những người cả một cuộc đời không có xài thì bây giờ xài cũng không có sao. Tại vì cái gì cũng vậy, nó có, nó còn hơn không, từ từ nó sẽ cải thiện một quý vị nhé. Cho nên là những ai đang xem cái livestream này, như Quỳnh có nói thì nếu như có thể thì với một cái điều quá đẹp ngày hôm nay thì mọi người có thể tự mua về xài hoặc là tặng. Còn nếu không, chúng tôi cũng có hai phần quà,
dành cho những bạn nào có thể là chúng ta chưa có điều kiện, nhưng mà chúng tôi rất hân hạnh được tặng hai phần quà đó, không chỉ là những cái chai serum này mà còn có cả những cái serum khác lẫn chai Essence này. À, nhưng dịp cái chai Essence này có một bạn hỏi một câu này bác sĩ, là hồi giờ em chỉ xài cái Essence thôi, em không có xài serum, thế thì như vậy thôi thì có đủ chưa? Về mặt thật ra mỗi một cái loại nó sẽ cung cấp những cái dưỡng chất khác nhau, nhưng mà thật ra với HA thì nó rất là lành tính, nên chúng ta có thể kết hợp trong một cái liệu trình skin care mỗi hàng ngày á, nên chúng ta sẽ cung cấp được nhiều cái dưỡng chất hơn cho da, làm da nó sẽ chống lại quá trình lão hóa nhiều hơn. Thì tại sao chúng ta lại không kết hợp, đúng không ạ? Dạ. Có một cái bạn hỏi là bỏ qua cái chuyện giá cả chi phí cũng như là ngại ngần về thời gian, thì cái nào lợi hơn giữa cái việc tiêm HA với việc bôi HA? Đúng rồi, tại vì thật ra đối với là bác sĩ thì bác sĩ cảm thấy là cả hai phương pháp nó đều có những cái ưu nhược điểm riêng. Nhưng mà nếu mà bạn có thể vừa kết hợp cả hai thì cũng không sao cả. Còn nếu mà phải lựa chọn á, thì mình sẽ lựa chọn là mình muốn cái thời gian hiệu quả đạt cái mục tiêu hiệu quả mình cần khoảng bao lâu thì phải đạt hiệu quả, thì mình sẽ chọn một trong hai phương pháp thôi. Có một anh đàn ông vô comment là nãy giờ toàn nói là mấy chị được xài không ạ, thế đàn ông có xài được không? Thế thì thế bác sĩ, da đẹp quá, bác sĩ có xài gì không bác sĩ? Rõ ràng là cái việc mà da thì đâu có phân biệt là nam hay nữ, đúng không ạ? Nhất là với là phái nam á, thì khi mà mình xài những cái sản phẩm làm từ cream á, những dạng kem á, thì nó sẽ cảm thấy là bích tắc. Còn đối với HA á, là một cái dung dịch trong suốt á, là không có màu, thì mình lại cảm khi mà xài lên nó lại khô nhanh và lại không có thấy màu, thì với những cái người đàn ông thì cảm thấy là sẽ tự tin hơn, đúng không ạ? Mình sẽ xài HA vừa cung cấp dưỡng chất cho da mà vừa không có ngại khi mà giao tiếp với mọi người. Cái này thì ngày 20 tháng 10 mình nói chuyện vui thôi. Thực ra là hồi xưa như mình có một anh bạn trai, thì khi đến nhà ảnh chơi thì thấy trong cái chỗ mà phòng ngủ ảnh á, là trong cái chỗ mà cái quầy mà cào râu rửa mặt á, rất là nhiều mỹ phẩm. Có vài cái loại serum này. Thực sự lúc đó mình nói thiệt luôn, mình lúc đó còn rất là ấu trĩ. Mình nghĩ ôi cái anh này điệu quá, anh này hơi con gái quá. Thực sự là mình bị thất vọng và cảm thấy là không có muốn yêu anh đó. Nhưng sau này khi mà bắt đầu mình hiểu dần về chuyện chăm sóc da, mình mới thấy đấy là một suy nghĩ rất là ấu trĩ. Thực ra thì đúng như bác sĩ nói, đàn ông hay phụ nữ gì cũng vậy. Một cái người mà có một cái làn da nó sạch, nó thoáng, nó không có mụn, nó còn căng và tươi trẻ, đặc biệt ở những người vào cái tuổi 50-60, thì thực ra ở người ta sẽ toát ra một cái thần thái khiến những người xung quanh rất là quý mến và sẽ thành công hơn trong công việc. Cho nên chúng ta phụ nữ nha, ngày hôm nay khi người thiên hạ tôn vinh chúng ta thì chúng ta cũng có một sự trân trọng dành cho các anh, là đừng có nghĩ là khi các anh xài mỹ phẩm là nhiều đó có cái gì nó gọi là thiếu nam tính. Không có, nam tính nó thể hiện qua cái sự bao dung, cái sự che chở, cái sự lo lắng, chứ không phải là cái chuyện họ biết chăm sóc da. Nên như Quỳnh nghĩ rằng cái serum này, nếu như ngày hôm nay chị nào mua cho mình cũng có thể mua cho chồng hay cho người yêu cũng được, xài rất là tốt nha. Bởi vì đặc biệt các cái vấn đề về nếp nhăn, về lão hóa thì nó giải quyết rất là tốt ha. Có một cái này nữa cũng rất là hay, có một người hỏi là liên quan tới laser. Thì thường ngày nay mọi người rất là thích laser, bởi vì laser nó giúp trẻ hóa trắng sáng, đúng không, giải quyết các vấn đề. Nhưng mà thường sau laser thì cũng có nhiều vấn đề phải giữ gìn. Thì cái laser này với việc xài các cái loại serum có HA liệu nó có bổ trợ cho nhau không bác sĩ? Thật ra là sau khi mà mình laser thì thật ra là cái laser không phải là một cái phương pháp xâm lấn nhiều pháp khác. Nhưng mà sau khi mà da trải qua quá trình laser thì nó ít nhiều cũng sẽ có bị có những cái tình trạng ví dụ như khô da. Thì lúc đó chúng ta sẽ bổ sung dưỡng ẩm cho da bằng dung dịch HA. Nó sẽ cung cấp một cái độ ẩm cho da sau những cái quá trình mà ví dụ như là laser, laser toning hay là laser fractional, những cái phương pháp mà nó hơi xâm lấn vào trong da cũng được. Chính cái loại serum HA này nó sẽ cung cấp dưỡng ẩm từ cái lớp trung bì cho tới một số cái loại AV phân cũng sẽ vào tới lớp đáy của lớp biểu bì. Nó sẽ làm cho quá trình da phục hồi nhanh hơn sau những cái liệu trình như vậy. Thế thì những bạn nào là một fan của laser trẻ hóa thì đây là một cái sự kết hợp thêm nữa càng tuyệt vời hơn, đúng không ạ? Rồi, thế bây giờ chúng ta lại phải hỏi. Nhưng mà trước khi mà hỏi tới vấn đề về sử dụng, rất nhiều bạn sau khi nghe nãy giờ chia sẻ thì lại rất quan tâm, rất nóng lòng. Giống như kiểu cảm giác mà các bạn ngồi ở cái ngay tại đây chắc các bạn sẽ lập tức muốn xài ngay, như Quỳnh sẽ lại một lần nữa xài lại cho mọi người xem này. Đây, rất là dễ xài, mọi người thấy không? Cái nút vặn này rất nhẹ, mọi người chỉ việc rằng ra ở đây nó có một cái lực hút, hút thì chúng ta sẽ lên được. Và cái liều lượng như Quỳnh nói thường là 1 đến 2 giọt thôi, không cần nhiều. Như Quỳnh đã lấy một giọt này, mọi người thấy không? Đó. Và chúng ta sẽ thoa nhẹ và vỗ. Như trên mặt thì chị Quỳnh sẽ thường sẽ thoa như vậy nè, xong rồi vỗ. Đặc biệt ở những cái vùng da nó hơi mềm hơn như là vùng cạnh mắt thì vỗ, nó sẽ tạo ra một cái lớp
này, nó giống như cấp nước ngay lập tức một cái độ bóng và mềm. Thì câu hỏi là cái bước này sẽ dùng vào cái bước nào trong skin care? Nếu mà với da mặt á, thì chúng ta sẽ rửa mặt xong á, rồi chúng ta sẽ bôi một số cái dưỡng chất trước, và sau đó mình sẽ dùng A để mình bôi. Nó sẽ đảm bảo nó khóa một cái dưỡng ẩm ở trên bề mặt da. Lúc đó thì nếu như cái bước vậy có sai không? Nhiều người tức nghĩa là rửa mặt xong là lập tức xài liền có được không? Đó là tùy là mình sẽ sử dụng những cái sản phẩm nào. Ví dụ như một số người có sử dụng những cái sản phẩm thuốc bôi mụn thì nên bôi trước sau đó mới dùng HA. Còn nếu mà mình chỉ chọn lựa dưỡng ẩm và cung cấp những cái thành phần vitamin C bằng HA bằng cái dung dịch serum này thì mình chỉ cần bôi một cái lần đó là đủ, không cần bôi khác. Có một bạn hỏi là sản phẩm này dùng trong bao lâu thì có hiệu quả? Thì bản thân như mình là người trải nghiệm, tức là người sử dụng, thì như mình thấy là sau 7 ngày chúng ta hãy nói tới một cái sự khác biệt. Tuy nhiên ngay cái lần đầu tiên đã thấy được, giống như đêm hôm trước mình xài thì buổi sáng sau ngủ dậy khi trước khi đi rửa mặt mọi người sẽ thấy da mình nó căng hơn. Để một sự so sánh mọi người rất là dễ, ví dụ như đêm một đêm này mọi người đi ngủ và không có xài cái serum 1,5% HA này thì sáng sau dậy mình sẽ thấy cái mặt mình nó hơi có một cái độ nó hơi khô. Mình sẽ thấy nó hơi khô nhá, cái da mình nó hơi thiếu nước. Bởi vì sao? Ban đêm ngủ, đặc biệt những bạn mà máy lạnh hơi lạnh á, sáng sau dậy mình sẽ cảm thấy đặc biệt cái vùng da mà mỏng nhất của mình là vùng da mắt nó nhăn. Các bạn cứ thử làm một động tác nhăn thì khi mà ngưng lại cái nếp nhăn nó không trả về liền được đâu, mà cái nếp nhăn quanh mắt này nó sẽ giữ lại rất là lâu. Nhưng nếu như đêm trước khi đi ngủ mình có xài serum 1,5% HA này thì sáng sau thức dậy đầu tiên khi nhìn trong gương mọi người sẽ thấy da mình dưới cái ánh sáng ban ngày hoặc là ánh đèn của trong cái phòng nhà vệ sinh đó, nó sẽ bóng lên. Và ví dụ mình thử mình nhăn mắt lại mình nhả ra thì cái vết nhăn nó trả lại ngay lập tức. Cái đó là kinh nghiệm của Quỳnh. Nhưng mà để tránh nói chuyện là mình lấy kinh nghiệm của một cá nhân mà nói đến công dụng của một sản phẩm, thì với hiểu biết của bác sĩ thì một cái sản phẩm như thế này thì để thấy hiệu quả trên bình diện chung của mọi loại da thì khoảng bao lâu? Cái đó thì sẽ thật ra để thấy được cái dung dịch HA nó hiệu quả như thế nào, nó sẽ tùy thuộc vào rất là nhiều. Ví dụ như cái cơ địa da của bạn đó là như thế nào. Đặc biệt với những bạn da khô á, thì sau khi sử dụng HA khoảng chừng một trong vòng 7 ngày như mình á, thì đã thấy được hiệu quả. Tại vì thì, da khô. Đúng rồi, thì sẽ thấy hiệu quả rất là nhiều. Một số bạn thì sẽ thấy hiệu quả nó có thể thấp hơn, nhưng mà chung quy á, thì vì HA là một cái dưỡng chất dưỡng ẩm da lâu dài. Nên khi mà mình sử dụng một thời gian lâu, đủ lâu á, mình sẽ cảm thấy là những cái quá trình lão hóa, những cái nếp nhăn hay là những cái đốm tối màu nó sẽ cải thiện dần dần. Đó là tùy ha, nhưng mà thật ra với như mình đi thì mình thấy là sau 7 ngày là đã cải thiện được nhiều vấn đề. Đúng rồi. Thì đúng là nếu như mọi người là một cái làn da bình thường, những cái bạn mà chúng ta hay đặt những cái mức như thế này là bỏ những cái bạn mà trời sinh ra da quá đẹp. Có những bạn như vậy nha, sinh ra da đẹp kinh khủng thì thôi, mấy bạn là được trời coi như là ban phước rồi. Còn chúng ta hay nói một những cái bạn làn da trung bình thôi, làn da nó hơi khô, nó cũng hơi có một vài vấn đề nhỏ nhỏ, nó chưa có nặng lắm, thì như mình nghĩ 7 ngày là một thời gian không có quá xa để chúng ta chờ một kết quả. Tuy nhiên nếu như mà các bạn có những vấn đề nó hơi nặng, kiểu như là thâm nám này, hay là mụn, hay là sạm, hoặc là bị nhăn mắt quá lâu vì chúng ta chưa bao giờ xài, có lẽ chúng ta sẽ cần 2 tuần cho đến 1 tháng. Thì thực ra theo như mình thì cái thời gian đó nó cũng không quá lâu cho một sự chờ đợi, đúng không? Và ngay khi chúng ta bắt đầu, chúng ta sẽ thấy được để đủ tạo động lực cho chúng ta tiếp tục. Thì cho nên là nhắc lại, với những cái công dụng đó thì ngày hôm nay, chỉ có ngày hôm nay thôi nha mọi người, 20 tháng 10 mới có một cái điều tuyệt vời, đó là cái chai serum Revitalix này của L'Oreal 1,5% HA giá 618.000 chỉ còn có 439.000 thôi. Và đặc biệt ai mua ngày hôm nay ở tại Shami Shop sẽ được giảm 25% tất cả các sản phẩm của L'Oreal, đồng thời được tặng thêm một sản phẩm kem chống nắng 15ml nữa. Ngày hôm nay là một cái ngày mà cái deal tuyệt vời đó. Cho nên là mọi người ai muốn mua quà tặng bản thân, tặng bạn bè, tặng chị, tặng mẹ, tặng sếp, hoặc là để dành xài cho cái việc làm đẹp trường kỳ của mình, thì ngày hôm nay chính là một cái thời điểm quyết định để chúng ta có thể móc hồng bao. Đó là một cái lời khuyên dành cho mọi người. Thì không biết là còn các bạn nào muốn hỏi câu hỏi gì nữa không, để Như Quỳnh sẽ đặt câu hỏi cho bác sĩ nha. Câu này rất hay nè. Sản phẩm này có kén da không? Em hay dị ứng mỹ phẩm lắm. Nếu mà bạn nào mà lo da mình nhạy cảm không sử dụng được mỹ phẩm á, thì HA là một cái cứu tinh tuyệt vời. Bởi vì á, HA nó vừa dưỡng ẩm mà nó vừa phục hồi những cái làn da bị tổn thương hay những cái làn da mà dễ bị kích ứng. Bởi vì cái thành phần dưỡng chất của nó là một cái dưỡng chất HA, là một cái dưỡng chất mà đã có tự nhiên ở trong cơ thể rồi, nên chắc chắn là khi mà mình bôi lên trên bề mặt da thì nó sẽ không có ảnh hưởng hay gây kích ứng da nhiều so với những sản phẩm được điều chế khác. Do vậy thì bạn khi bạn lo da mình đã nhạy cảm á, thì khi sử dụng HA thì có thể là một thời gian sau
sau khi quá trình phục hồi nó đã diễn ra xong á, thì da mình nó sẽ trở nên một dạng bình thường, không còn nhạy cảm nữa. Lúc đó là khi mình make up hay trang điểm nó sẽ dễ dàng hơn nữa. Dạ, yeah, cũng có một bạn hỏi tới một cái thuật ngữ như mình thấy cũng rất là hay, đó là retinol. Retinol là một trong những chất mà chống lão hóa cũng rất là tốt. Thì bạn này hỏi là có dùng được cùng kết hợp với retinol không? À, khi mà bạn dùng retinol á, tại vì không biết là bạn dùng ở nồng độ là bao nhiêu phần trăm, thì thường khi mà một số bạn khi mà dùng retinol á, thì sẽ da mình sẽ trở nên hơi khô. Vì nó làm việc retinol có tác dụng là nó sẽ bào cái lớp sừng ở trên bề mặt da nên sẽ da phải khô. Do vậy thì mình sẽ cung cấp ẩm lại bằng cách nào, thì mình lại có thể sử dụng HA để mình dưỡng ẩm và phục hồi da sau cái quá trình mà sử dụng retinol của mình. Wow, có một câu hỏi rất hay nè. Bởi vì bác sĩ nói là HA là để cấp ẩm. Thế thì có một bạn hỏi là liệu thế thì em thay luôn kem dưỡng ẩm có được không? Tại vì tất nhiên là như mình phân tích ra là thường chúng ta xài các bước thì gồm có nào là rửa mặt này, hoa hồng, toner, essence, rồi serum, rồi mới tới cái bước emulsion, rồi tới dưỡng. Thì tức là bạn đang nói cái bước kem dưỡng á, thì là dưỡng là thường dưỡng ẩm đúng không? Nhưng mà anh đã nói rằng là anh HA này anh cấp ẩm rồi thì tôi tại sao tôi phải dưỡng ẩm nữa? Ý bạn là vậy? Một số bạn thì sẽ có thói quen là sử dụng một cái loại kem để cấp ẩm thay cho HA. Thì như thế này, nếu mà da của bạn được đánh giá, với bác sĩ đánh giá là tình trạng là nó quá khô á, thì sau cái bước bôi HA, sau khi HA nó khô rồi, thấm nhanh vào trong da rồi, thì mình có thể bôi một cái lớp dưỡng ẩm bên ngoài. Còn nếu mà HA nó đã đạt đủ cái độ ẩm của mình á, mình sẽ phải trải nghiệm cái sản phẩm thử trong vòng vài ngày khi bôi HA, một mình HA không, nó có đủ cái độ ẩm cho da không. Nếu mà đã đạt rồi thì mình không cần phải bôi thêm bất kỳ cái sản phẩm dưỡng ẩm nào nữa. Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều. Wow, hôm nay các bạn hỏi rất là nhiều luôn ha. Vì vậy cho nên là các bạn đã hỏi như vậy, các bạn đừng quên share cái like này về tường để chế độ public nhé. Bởi vì các bạn nhiệt tình như vậy nên chúng tôi đại diện từ L'Oreal và Sami Shop sẽ tặng hai phần quà cho những bạn nào đã share và đã comment rất nhiệt tình ngày hôm nay, để chúng ta nhận được hai món quà ngày 20 tháng 10. Hy vọng đó sẽ là hai người phụ nữ, bởi vì chúng tôi cũng muốn phụ nữ luôn luôn hạnh phúc ha. Còn rất là nhiều câu hỏi này bác sĩ ơi. À, dùng HA trước khi apply kem chống nắng vẫn được đúng không ạ? Chắc là phải như vậy rồi đúng không? Chắc chắn là kem chống nắng là bước sau cùng rồi. Đúng rồi. Yeah. À không, có thể là trước cái bước make up. Đúng, nếu mà cái make up thì sẽ là bước sau. Ok, hay lắm. Còn ngày hôm nay bản thân như Quỳnh tuy là đem kinh nghiệm cá nhân đi chia sẻ, nhưng mà gặp bác sĩ đây cũng biết thêm rất là nhiều điều để có thể sau này có thể đi khè thiên hạ được đó. Dạ, thì thực ra thì ngoài... nãy giờ các bạn hỏi nhiều về từng bước lẻ, nhưng mà thôi, chắc có thể phải còn có một cái quá trình tóm lại để những bạn nào nãy giờ đã nghe về sản phẩm này cần phải biết cái bước sử dụng ha, cái cách sử dụng sản phẩm này. Cái này chắc là nhờ bác sĩ đi ha. Đương nhiên là khi mà mình sử dụng HA thì mình sẽ phải qua các bước sau. Thí dụ như một cái bước chuẩn thì mình sẽ phải rửa mặt trước. Sau khi rửa mặt xong thì mình có thể sử dụng HA cho nó thấm nhanh vào trong da, rồi mình có thể sử dụng một số loại kem dưỡng nếu cần thiết, và sau cùng sẽ là chống nắng và cuối cùng là make up. Dạ, tức là tính ra cũng không phải quá phức tạp đúng không? Đúng rồi. Quan trọng là trước khi đó các bạn phải rửa tay thật sạch và để cho cái làn da mình. Và hai cái thứ hai như mình bổ sung thêm là hãy sử dụng đều. Có rất nhiều bạn tức là đang hăng say á, tối nay tôi phải làm đầy đủ các bước nè, nhưng mà ngày mai quên, hoặc là ngày mai nữa đi làm về mệt quá, để nguyên mặt không có tẩy trang đi ngủ. Hoặc là ngày mốt kêu là thôi đi du lịch làm biếng cầm theo quá. Thực ra mọi người thấy không, cái chai này nó rất là nhỏ và gọn. Đây là điểm mình thích về cái chai này, cái chai Revitalik này mọi người thấy không, nó gọn trong lòng bàn tay này, nhỏ như một chai nước hoa mà bỏ túi vậy đó. Để làm gì? Trong mọi trường hợp, ví dụ mình có đi công tác, đi du lịch, hay mình thậm chí mình phải đi nhiều khi làm việc tăng ca qua đêm, mình đem mình bỏ trong cái túi thì mình không bao giờ mình quên. Tại vì như bác sĩ có nói, tất nhiên nếu mà mọi người skin care đầy đủ các bước thì quá tuyệt vời, nhưng trong trường hợp vì mình phải lĩnh kỉnh nhiều thứ quá thì một chai cấp ẩm là cái thứ bảo bối mà gọi là vật bất ly thân. Như Quỳnh nghĩ là cái túi của mình luôn luôn bỏ một cái chai như vậy để mình đi du lịch, những lúc đi công tác cấp tốc, bởi vì như Quỳnh đi chương trình truyền hình đôi khi mình đâu có thời gian, có những lúc trong cái lúc nghỉ mệt buổi trưa mình sẽ rửa mặt đi, Quỳnh cấp ẩm lên đó, thì cái giấc ngủ buổi trưa mình, da mình đã được đầy đủ nước rồi, buổi chiều mình có thể trang điểm nhẹ lên lại. Như vậy thì đây nó không chỉ là một cái phương pháp về việc giải pháp cho những cái vấn đề lão hóa, mà đôi khi nó là một cái như một vị thần nước mang theo cho làn da của mình không bao giờ phải chịu khô hạn cả nha mọi người nhé. Đây, chai rất là gọn và nhỏ, rất tuyệt vời, mọi người thấy không, cầm gọn trong lòng bàn tay nè. Chứ những cái chai mà nó quá to thì mình muốn đem đi đâu cũng khó đúng không? Bạn này hỏi là không cần bảo quản tủ lạnh đúng không chị? Có cần bảo quản tủ lạnh không ta? Cái này thì thực sự như mình... Theo kinh nghiệm như mình đã sử dụng thì... Thực ra là hồi xưa, cái đây thì như mình không có rành về chuyên môn, nhưng mà mình nghĩ là hồi xưa đó, nó chưa có cái phong trào này.
cái phong, không có cái phong trào mà bây giờ lại có cả cái phong trào nhiều cô mà đã đúng skin care chuyên nghiệp á, là còn mua cả một cái tủ lạnh nhỏ bỏ trong phòng ngủ, rồi tất cả các sản phẩm về chăm sóc da là bỏ hết vào đó. Thì thực ra như mình nghĩ thì cũng tốt thôi, nhưng mà cái này thì trừ trường hợp là mình ở trong cái điều kiện thời tiết nó quá nóng, hoặc là mình trong cái không cái điều kiện về cái mùa nó quá nóng. Còn trong cái điều kiện bình thường thì như mình nghĩ thực ra để trong không khí bình thường nó cũng là ổn rồi. Tại vì bản thân như mình cũng không muốn những bạn xài mỹ phẩm lại gánh nặng quá, biết đâu các bạn là phải chạy theo cái việc là mỗi người một cái tủ lạnh rồi này kia, thì thực ra nó cũng không cần thiết. Nhưng mình nghĩ với bản thân nhà sản xuất họ đã tính để cho cái sản phẩm này khi đưa về châu Á của mình nó sẽ đảm bảo là trong mọi cái điều kiện thời tiết nó vẫn có thể giữ được và đảm bảo được cái tinh chất của nó, mọi người yên tâm nhé. Tuy nhiên nếu mà mua cũng được, cũng tốt, không sao ha. À, bạn nào đây nói nè, từ lúc mở nắp thì nên sử dụng trong bao lâu thì bác sĩ? Thì thực ra là mỗi một cái chai này nó sẽ có cái hạn sử dụng ở trong cái hộp chai từ cái lúc mở nắp. Nhưng mà thường tốt thế này nè, cho các bạn yên tâm, với một người skin care mà gọi là sao ta, chuyên nghiệp thôi, chuyên nghiệp thì nghe nó hơi căng thẳng quá, một người yêu mến bản thân thì các bạn cũng không còn có cơ hội để nhìn cái hạn sử dụng đâu. Tại vì như thường Quỳnh thấy là Quỳnh quay lại nó hết rồi, tại vì bạn thấy cái làn da mình đẹp lên bạn yêu quá. Ngày hôm sau bạn, mọi người chắc chưa biết cái cảm giác này, khi mà các bạn chưa chăm sóc da đó, các bạn thấy chăm sóc da là một cái gì đó nó hơi mệt, trời sao mệt quá, tối còn phải đi ngủ. Nhưng mà khi các bạn đã thấy được cái làn da mình nó đẹp lên nhờ skin care, các bạn sẽ trải qua một cái cảm giác mới, là cảm giác mong đợi đến cái giờ skin care. Là như Quỳnh thấy xung quanh mình bạn bè cảm giác đó, tức là buổi tối làm gì làm chuẩn bị đi ngủ, mong đợi đến cái giây phút được đứng, được rửa mặt, được từ từ thoa, vừa nghe nhạc vừa tận hưởng, thấy cái da mình căng lên. Cho nên nếu như các bạn bước đến cái cảnh giới đó thì một cái chai này các bạn xài nó đâu có kịp cho các bạn nhìn hạn dùng đâu, nên đừng có bận tâm về cái điều đó nhé. Trong vòng khoảng một vài tháng, tất nhiên bạn xài nhiều sẽ ít nhanh chậm, nhưng cái thời hạn đó thì nó quá là ngắn rồi cho cái thời hạn mà expire của một cái chai serum, thì mọi người đừng có lo nhé. Rồi, như mình nhắc lại một lần nữa là cái buổi live của mình nó diễn ra cũng khá là dài rồi, và mọi người, những câu hỏi mọi người cũng đã hỏi rất là nhiệt tình, những chia sẻ của bác sĩ Vinh cũng rất là nhiệt tình rồi. Tất nhiên thì phần thời gian còn lại chúng tôi cũng sẽ giải đáp những câu hỏi mà mọi người tiếp tục hỏi. Nhưng mà như mình xin được nhắc lại những thông tin quan trọng ngày hôm nay. Trước tiên đó là nếu ai chưa share cái like và chúng ta mới vô coi, hãy share cái like này về để chế được public, để chúng tôi được có cơ hội tặng cho hai bạn hai món quà 20 tháng 10 rất tuyệt vời đến từ L'Oreal nhé. Gồm có những chai serum và một chai sen rất là tốt đến từ nhãn hàng L'Oreal. Và thứ hai, nếu ai cảm thấy chờ quà thì chưa biết rủi may hay không thì hãy tự mua cho mình, bởi vì ngày hôm nay mới có một cái điều đẹp như vậy, là những cái sản phẩm của L'Oreal tại Sammy Shop ngày hôm nay sẽ được giảm 25% tặng kèm một chai kem chống nắng 15ml. Còn nếu như vì lúc nãy giờ nghe Quỳnh và bác sĩ Vinh nói hay quá, mọi người thích quá cái chai Revitalix này thì cũng có giá đẹp luôn ngày hôm nay, từ 618.000 chỉ còn 439.000 thôi. Nếu như Quỳnh là mọi người, như Quỳnh sẽ không bao giờ mua một chai, sẽ mua ít nhất vài chai chắc chắn. Và sau cái buổi live này như Quỳnh cũng sẽ ôm ít nhất 10 chai để xài. Thì tất nhiên mọi người sẽ tùy vào khả năng của mình mua nhiều hay ít, nhưng mà với một cái điều đẹp như vậy chúng ta mua nhiều một chút để chúng ta yêu thương làn da của mình hơn mọi người nhé. Rồi bây giờ thì có lẽ là xin được thông báo kết quả của cái giây phút mà mọi người mong đợi của ngày hôm nay, chính là hai phần quà dành cho hai bạn đã tương tác rất là nhiệt tình và đồng thời cũng đã share cái like này về tường cũng như đặt những câu hỏi rất là hay. Mọi người đã chuẩn bị chưa nào? Chúng tôi xin được công bố, chắc là nhờ bác sĩ sẽ công bố một người, đó là bác sĩ sẽ công bố một bạn ở trên fanpage của Quỳnh, còn Quỳnh thì sẽ công bố trên fanpage của Sammy Shop cho nó công bằng ha. Thì đầu tiên như Quỳnh sẽ công bố một bạn may mắn và cũng đồng thời là một cái người fan mà chúng tôi rất hân hạnh, là một người khách hàng chúng tôi rất hân hạnh của L'Oreal, của Sammy Shop, đó chính là bạn Hương Tây. Xin được chúc mừng bạn Hương Tây. Bạn Hương Tây chính là người sở hữu một phần quà tuyệt vời này. Chúc mừng bạn 20 tháng 10 thật là xinh đẹp, thật là trẻ trung và hãy luôn luôn yêu thương bản thân mình nhé. Còn bây giờ có lẽ là xin nhờ bác sĩ hãy công bố người chiến thắng đã comment cũng như là đã rất là nhiệt tình trong cái buổi livestream ngày hôm nay. Người chiến thắng đến từ fanpage của, đến từ Facebook của Quỳnh. À, thì bác sĩ nghĩ chắc là nhìn cái tên có lẽ là một bạn nữ. Yeah. Cũng nhân dịp ngày 20 tháng 10 ha, chị chúc bạn vào một cái ngày 20 tháng 10 thật vui vẻ và được nhận được nhiều quà. Trên fanpage của Quỳnh thì là bạn chúc mừng bạn Xíu Trần. Chúc mừng Xíu Trần nha, một cái tên dễ thương. Chúc
xíu Trần 20 tháng 10 sẽ xinh đẹp hơn nữa với bộ dưỡng da đến từ L'Oreal ha. Và mọi người hãy vui lòng là sẽ inbox thông tin, địa chỉ điện thoại của mình về cho fanpage của Sami Shop để chúng tôi sẽ có thể ship những cái phần quà này về tận nhà cho mọi người để mọi người kịp đón mừng 20 tháng 10 mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi buổi livestream ngày hôm nay. Tất nhiên chúng tôi biết rằng trong thời lượng rất là ngắn và những câu hỏi mọi người hỏi rất nhiều chúng tôi chưa thể giải đáp hết thì mọi người cũng đừng có ngại. Còn những vấn đề gì thì đừng có ngại, mọi người cứ tiếp tục inbox cho Sami Shop hỏi về giá cả, về thành phần, về khuyến mãi, về quà tặng thì chúng tôi trong khả năng của mình chúng tôi sẽ tiếp tục giải đáp cho mọi người và luôn luôn mong Sami Shop và L'Oreal sẽ mang đến cho các bạn những sản phẩm tốt nhất và những món quà cũng như những ưu đãi thật tuyệt vời. Hãy tiếp tục theo dõi Sami Shop và L'Oreal các bạn nhé. Còn bây giờ thì bác sĩ Vinh và Như Quỳnh xin được chào tạm biệt.